chào quý vị đã trở lại với chương trình Kinh doanh và Đầu tư. Thì vào cái kỳ trước chúng ta đã nói sơ lược về những cái sự lựa chọn về tài chính khi mà chúng ta cần mượn tiền. Và hôm nay Khách Hoàng xin trở lại cùng với lại anh David và sẽ nói về một cái chủ đề cũng rất là hot hiện nay, đó chính là chủ đề đi auction nhà hay là đi đấu giá nhà. Bởi vì cái quá trình đi đấu giá thật sự nó không có dễ dàng tí nào, nhất là những người mà họ mua nhà ở. Cái cảm giác mà mình muốn mua căn nhà đó nhưng xung quanh ai cũng cho những cái giá ngất ngưỡng ở trên trời và nó rất là hồi hộp. Thì hy vọng rằng qua cái chương trình này chúng tôi sẽ đưa được cho quý vị một vài những cái thông tin hữu ích từ những người có thể nói là trong nghề về chuyện mà đầu tư và làm giấy tờ cho những khách hàng muốn mua nhà qua auction. Thì hôm nay chào anh ạ. Chào em. Dạ. Lời đầu tiên thì Khách muốn hỏi anh là có lẽ là anh qua 20 mấy năm làm finance thì chắc là anh cũng đã nhìn thấy được cái mức giá nhà nó lên cũng có lúc xuống và đã tiếp xúc với rất rất là nhiều những khách hàng rồi. Thì không biết cái lời đầu tiên nó về cái bao quát trước đi, là nếu như một khách hàng họ muốn đi mua nhà nhưng cái căn nhà đó là căn nhà auction thì dĩ nhiên là họ cũng sẽ không biết cái giá mà họ muốn mua là như thế nào, thì họ đi đến anh để xin mượn finance thì làm sao mà anh xét duyệt những cái hồ sơ đó, bởi vì bản thân họ cũng không biết là cái giá nhà nó là bao nhiêu nữa. Trước tiên á, bây giờ đó là lúc đi mua nhà rất là nhiều trường hợp là agent để là auction không à em, ít giờ để for sale giống như ngày xưa. Lý do là agent muốn được cái giá cao nhất cho chủ nhân của mình. Mình là người mua đó, mình mua được cái giá rẻ nhất để mình mua để mình ở, để đầu tư ha. Thì đi đấu giá đó, anh thấy á, bây giờ rất là nhiều người á, bị thất vọng trong cái giá họ đi đấu. Chẳng hạn như mình đi đấu giá, mình thấy căn nhà này mình kết lắm rồi, agent nói là tầm khoảng chừng 900 cho tới 1 triệu đi. Nhưng mà tới đấu giá rồi đó, cái giá nó lên tới 1 triệu 1, 1 triệu 2. Cái điều đó cũng hơi khó để đoán được. Nhưng mà nhiều khi đi đấu giá vài ba lần riết rồi mình cũng học khôn mà mình cũng biết. Nhưng mà theo anh thấy á, muốn né được cái trường hợp đó cũng nó hơi khó. Tại nhiều khi cái thị trường nó đã hot, nó cứ lên hoài. Thì anh chỉ có vài điều để hướng dẫn khách hàng để đừng có bị nguy hiểm lúc mà mua nhà trong cái lúc đấu giá thôi. Ok. Thì cái đầu tiên đó mình phải lên lấy cái pre-approval, mình phải kiểm tra hồ sơ mình trước. Thứ nhất coi hồ sơ đen nè, coi trắng hay là đen, mình có cái gì trở ngại hay là không ha. Thứ nhì mình phải nộp cái hồ sơ mình với cái tài khoản, với cái lợi tức của mình có khả năng mượn được bao nhiêu. Nhầm ngân hàng ấy, em nó không có coi cái lợi tức của mình đàng hoàng. Cái máy á, nó coi thôi, computer nó coi thôi, nó tính điện tử. Chứ cái người á, không có coi xét kỹ càng. Thì mình phải nên coi ngân hàng nào á, nó ngồi xuống, nó bỏ thời gian ra, nó xét kỹ càng cho mình. Với lại nó in ra cái pre-approval là cái lãi suất là bao nhiêu, cái số lượng nó chấp thuận được bao nhiêu, mình trả trong vòng bao nhiêu năm, rồi mỗi tháng là bao nhiêu ha em. Kế tiếp á, là cái điều quan trọng thứ nhì á, là mình phải lấy cái hợp đồng đó, mình đi phải gặp người luật sư giỏi. Chẳng hạn như á, nếu mà khách hàng đem cái hợp đồng để cho em đọc trước khi auction đó, em nói cho khán giả là em nên làm cái gì cho khách hàng đi. Dạ, cảm ơn anh. Thì xin tiện đây thì Khách Hoàng cũng phải chia sẻ với quý vị về cái phần mà thủ tục mà khi mà mình đi auction một căn nhà. Bởi vì như quý vị biết á, khi mà đi auction nhà gõ búa là bắt buộc phải mua chứ không có cái chuyện đổi ý nữa. Do đó tất cả những cái thủ tục và giấy tờ là chúng ta cần phải coi trước ngày auction. Thì thông thường nếu như quý vị đã chịu một cái căn nhà nào đó và quý vị có ý định nghiêm túc muốn mua căn đó thì cái lời khuyên đầu tiên á, mà Khách nói là quý vị nên xin agent một cái contract và đưa đến để cho Khách Hoàng xem. Thì thông thường ở trong những cái contract mua bán nhà đó sẽ có rất là nhiều những cái điều khoản mà chúng ta gọi là special condition, tức là những cái điều khoản đặc biệt mà nó không theo cái thủ tục nào cả. Bởi vì trong cái quá trình mua bán đó là cái sự đồng thuận giữa hai bên, cho nên là hai bên có thể bỏ vào bất cứ những cái điều khoản nào mình muốn. Có những cái nhà đó thì chủ nhà muốn mướn ở lại, và khi mà họ mướn ở lại vậy á, thì thông thường cái giá nó rất là rẻ so với giá market. Nếu như chúng ta không có để ý á, thì chúng ta sẽ bị dính vào cái điều khoản đó, và đến khi mà settle nhà chúng ta giật mình á, thì
mọi chuyện nó đã lỡ rồi, hoặc mình đã là khi rồi, mà lúc mình ký hoặc là khi mà quý vị đã đóng dấu cái nghề trong, quý vị gõ búa rồi, sau đó cái contract nó mới đến khay á, thì lúc đó chúng ta không thể sửa bất cứ một điều khoản nào ở trong cái contract đó nữa cả. Cho nên cái chuyện mà rất rất là quan trọng đó là coi cái hợp đồng mua bán đầu tiên để chắc chắn rằng là nó không có một cái điều khoản nào bất lợi cho quý vị cả. Và cái thứ hai á, mà Khay cũng muốn nhấn mạnh đó là cái tình trạng của căn nhà. Tại vì đôi khi chúng ta nhìn thấy cái tình trạng của căn nhà như vậy đó, nhưng mà cái cấu trúc ở bên trong đôi khi nó có vấn đề. Và những cái căn nhà mà mua bán bình thường á, thì chúng ta sẽ đặt 0.25, sau đó chúng ta sẽ có cái thời gian để đi kiểm tra nhà, để đi lấy pest report, coi nhà có mối mọt hay không, định giá nhà, rồi coi coi cái nhà, tức là cái sườn nó có còn ổn hay không, hay là ở trong nó đã muốn hư hết rồi. Nhưng mà đối với một cái nhà auction thì chúng ta không thể làm cho mỗi một căn nhà được. Cho nên thông thường cái lời khuyên của Kay là quý vị có thể nói chuyện với agent và nhờ chủ nhà làm ra cái report đó cho quý vị. Bởi vì chủ nhà họ bán một căn thôi và có rất là nhiều người coi, thì khi họ làm những cái report đó bảo bỏ vào cái contract thì dĩ nhiên là họ sẽ tăng cái số lượng người mua hứng thú về căn nhà. Bởi vì những người mua họ đi vào họ biết đây là một căn nhà bình thường, không có vấn đề gì cả. Anh đồng ý. Tốt cho chủ nhà nữa, tại nó tăng được cái lòng tin của người mua với căn nhà đó, đúng không em? Đó thì đó là những cái mà chúng ta cứ hỏi thôi. Có nghĩa là just ask, nếu mà mình không hỏi thì làm sao mà mình biết là không được. Trong khi bản thân mình là một người đi mua nhà thì chưa chắc gì mình mua được cái căn nhà đó, mà mình phải coi rất là nhiều nhà. Mà nếu như mỗi một căn nhà mình đều làm một cái inspection report như vậy thì nó tốn rất là nhiều tiền cho bản thân mình. Nên cái lời khuyên đó là một trong những cái tip mà Kay muốn chia sẻ với quý vị, là chúng ta có thể hỏi agent về những cái property report. Và theo như cái bản thân Kay thấy á, thì hầu hết á, là chủ nhà họ đều chấp nhận cả, bởi vì họ tăng cái giá trị của họ lên và tăng cái lòng tin của người mua lên. Nhưng mà nếu chúng ta không hỏi thì dĩ nhiên là chúng ta không có. Thì ngoài ra thì về một cái contract auction á, thì chúng ta cần phải để ý với những cái special condition nè. Chúng ta cần phải để ý tới cái tình trạng mua nhà và những cái mà họ đôi khi họ cái cảm giác của mình khi mua đó, là có nghĩa là khi mà mình xuống mình auction thì mình phải biết chắc chắn rằng cái giá mình mua là chỉ tới mức độ đó thôi, chứ không phải là khi mà mình đi auction rồi mình lại nóng lên như anh nói, là mình lại tăng cái giá của mình lên quá nhiều. Và một trong những cái dịch vụ mà Kay biết là anh David có thể offer cho quý khách hàng là anh có thể đi với họ đến buổi auction, đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Thì lúc mà mua nhà trong đấu giá đó, rất là nhiều khách hàng họ lo sợ ha, rất là run. Thì một điều nên làm trước là David đã nói rồi, phải lấy cái pre-approval trước. Mình nên mua nhà với cái giá ngân hàng nó đã chấp thuận mình thôi. Chẳng hạn như anh nói thí dụ mình cái budget của mình trong túi tiền là mình có thể mua căn nhà 1 triệu đồng thôi, thì mình mượn 800 ngàn, không có nên đi hơn cái mức độ đó. Tại rất là hiếm mà một người ngân hàng hay là broker làm một cái chuyện rất là kêu bằng thần thoại, miracle gì đó để cho mình mượn được thêm 900 ngàn để mình mua nhà 1 triệu mốt nha quý vị. Ok, thì nên giống như tiếng Anh là kêu bằng stick to your budget, phải là dựa theo cái khả năng của mình thôi, đừng có mua hơn cái khả năng của mình. Dạ, bây giờ để đi vào con số đi ha, để Kay thí dụ cho anh một cái đi, để hỏi anh một vài cái câu hỏi. Thí dụ bây giờ là cái finance approve cho mình là 1 triệu đi, mình có 80%, tức là mình có 20%, tức là mình có được 200 rồi mình mượn 800 ngàn. Rồi bây giờ mình đi ra cộng auction. Cộng tiền stamp duty nữa, là thêm 40 nữa đi. Rồi bây giờ mình đi ra auction thì bây giờ tự nhiên cái nhà nó lên 1 triệu mốt. Thì mình muốn mua quá, tại vì tới 1 triệu, 1 triệu mốt thì nó cũng chênh lệch không có bao nhiêu hết. Nhưng mà rồi không biết kiếm 100 ngàn nó đâu ra. Thì không biết những cái trường hợp đó finance, cái pre-approval nó có thể dê dịch được chút xíu không anh? Em tốt nhất là mình nên có một người đi theo mình để cột cái tay mình lại. mình phải giơ tay. Nó tới lên 1 triệu thôi là mình phải giữ theo cái khả năng của mình. Okay. Thì David đó cũng thông thường đi theo khách hàng của David. Mấy người nào mà cần David hướng dẫn để giúp đấu giá. Thứ nhất là mình là người kiềm chế họ cho với cái mức độ đó thôi. Thứ nhì, đi đấu giá nhiều khi mình có mấy cái công thức đấu giá, nhiều khi mình tới đó mình không đấu giá gì hết đó, mình đợi lúc cuối thôi mình mới nhảy vô. Hoặc là lúc đầu mình đấu giá đó thì mình vô á mình đấu giá hung dữ đi đó, giống như là mình có tiền nhiều lắm, nhưng mà thật ra tới 1 triệu mình im re, mình không có hên, nên đấu thêm ha. Thì trong vài cái trường hợp mới đây thôi,
cái thị trường nó đã lên quá cao mà nó vẫn còn lên. Nhưng mà đó, lúc mà khách hàng đi đấu giá đó, ngân hàng nó đánh giá rồi đó, không lên tới cái giá đó. Chẳng hạn như có một lần khách hàng anh đó mua căn nhà 1.2 triệu ở Middleton Grange đi, thì ngân hàng nó đánh giá còn 1.1 triệu thôi à. Khách hàng anh mượn 90% của 1.2 triệu, em nghĩ đi, bây giờ đánh giá 1.1 triệu thôi thì chỉ vay cho được 90% của 1.1 triệu thôi. Thì cái trường hợp này rất là nghiêm trọng. Thì lúc trước khi khách hàng đi đấu giá anh đã warn trước rồi. Anh nói phải coi kỹ cái căn nhà này, đừng có đấu giá cao quá. Khách hàng làm ý như là anh dặn gì đó, nhưng mà trong cái này là cái xui xẻo thôi. Thì trong cái trường hợp mà tại qua broker cũng giỏi đi, không phải tự khen mình, nhưng mà David lập tức lựa ngân hàng khác. David lấy cái hợp đồng đánh giá với hai ngân hàng khác luôn. Thì trong mấy ngân hàng khác, chẳng hạn như là National Bank thì nó đánh giá được rất là khá. Trong vòng 2-3 ngày thôi, National Bank đánh giá cái căn nhà này đúng 1.2 triệu. Thì mình đổi ngân hàng, mình mượn 90% của 1.2 triệu, cứu có được cái hồ sơ này. Nhưng mà nhiều khi không phải trường hợp nào cũng được tốt đẹp giống như vậy đâu nha. Thì phải nên rất là cẩn thận lúc mà mình đi đấu giá để mua nhà. Nhất là mình vay mà 90%, 95% David đó rất là sợ. David nói khách hàng rất là kỹ đi. Thì trong lúc đó đó, cái này là trong nghề thôi, thì với trường hợp mình có thể đánh giá căn nhà trước cho khách hàng, nhưng mà David không có giải nghĩa được trong cái chương trình này. Dạ, thì cũng cảm ơn anh đã chia sẻ câu chuyện đó. Thì dĩ nhiên là không phải trường hợp nào mà cũng may mắn như vậy, nhưng mà cái chuyện mà từ 1 triệu lên 1 triệu mốt là cái chuyện rất là bình thường. Khi mà đi auction, cảm thấy lúc đó khi mà mình đã muốn rồi á, thì mình cảm giác 100 ngàn nó không có đáng gì hết. Cho nên thông thường là người ta sẽ đi lên. Nhưng mà thì qua chương trình này, Khánh Hoàng cũng muốn gửi một lời khuyên đến quý vị. Và qua những cái lời kể của anh David á, thì chúng ta thấy là nội 100 ngàn đó, mà nếu mà chúng ta thật sự không có tiền ở trong túi á, thì khi mà nói chuyện với ngân hàng cũng là một quá trình rất là nhiêu khê, chứ không có đơn giản. Và không phải đúng trường vậy. Hợp nào cũng có được may mắn như là cái câu chuyện vừa rồi. Rồi bây giờ quay lại về những cái tip khi mà đi auction. Thì giống như bây giờ Kay đã nói là một cái người, mình là cái người đi auction đi ha. Thí dụ bây giờ nếu mà Kay muốn nhờ anh đi chung với lại Kay thì không biết anh có tính lệ phí không hay là không, sao anh? Không, mình làm cái này tại mình yêu nghề thôi. Mình thích cái cảm giác lúc đấu giá. Nó rất là, mình cũng rung nữa, tuy rằng phải là nhà của mình thích cái cảm giác đó, giống như mình lái xe lẹ vậy đó. Mình thích đấu giá dùng khách hàng, mình làm trong không có tính tiền lệ phí. Và theo như cái kinh nghiệm của Kay á, khi mà làm những cái giấy tờ cho những cái căn nhà auction á, thì hầu hết đó là khách hàng đến một vài lần thì mới mua được một căn. Thì quý vị cũng đừng có quá lo lắng về cái chuyện mà lệ phí của luật sư, bởi vì Kay Hoàng ở đây cũng muốn giúp quý vị tìm được một căn nhà thật sự phù hợp với quý vị, và một căn nhà thật là tốt để cho cái tương lai đầu tư của mình, hay là để mình ở vào trong đó nó có lợi lâu dài. Cho nên Kay Hoàng rất là thông cảm và hiểu được cái chuyện không phải một căn là sẽ được một căn. Nên quý vị cứ tự nhiên gửi những cái contract nào mà quý vị cảm thấy cần xem và cần thay đổi đến cho công ty Oxford Law Group, và chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ quý vị xem xét những cái hồ sơ đó mà không có tính lệ phí. Thì quý vị cứ an tâm, bởi vì quý vị đã nằm trong safe hand, hay là những cái người mà đáng tin tưởng được, như là David và Oxford Law Group. Chúng tôi ở đây để giúp quý vị. Và để nói thêm một vài những cái thông tin về những cái auction, giờ này có auction online nữa đúng không anh? Thì những cái auction online như vậy á, thì không biết là anh có thể giúp được không? Tại vì Kay biết ở trong cái mùa Covid đó nha, và sorry anh, và Kay cũng phải nói luôn những cái nói mà bởi vì khách hàng của Kay đã bị rồi. Có nghĩa là khi mà auction online, tức là chúng ta không có mặt ở đó, thì khi mà cái ký giấy chúng ta cũng sẽ không có mặt ở đó, và cái người auctioneer, tức là cái người gõ búa đó, có quyền ký giùm quý vị, và quý vị sẽ ký cái authority. Cho nên có một người khách của Kay Hoàng á, họ mua nhà mà họ không biết họ mua được luôn á. Tại vì á, họ không có ký giấy. Cái vấn đề là họ không có ký giấy và họ là một người nước ngoài. Rồi, tại vì họ là người nước ngoài cho nên họ phải xin cái approval trước khi họ mua nhà. Trong tư tưởng của họ đó là họ chỉ muốn là auction cho biết thôi, bởi vì nó online và họ chưa bao giờ họ ký giấy hết, cho nên họ cứ nghĩ là họ không có mua cái căn nhà đó. Đến khi agent gửi về thì họ mới phát hiện ra, ủa tôi mua căn nhà đó rồi à. Thì có nghĩa là họ đã sai trên luật lệ về cái Furby approval.
Thì họ đến thì cái cũng đã có cách để giúp họ gỡ được những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà đó là những cái câu chuyện mà để cái muốn nói với quý vị là nếu như quý vị đến những cái người professional đúng người, đúng hiểu được họ đang làm cái gì, thì họ vẫn có thể giải quyết những cái vấn đề mà quý vị đã lỡ làm. Hay là như cái câu chuyện hồi nãy Khai kể đó, là cái chuyện mà Furby đó. Và qua những câu chuyện của người ta thì Khai cũng hy vọng kể lại để quý vị rút kinh nghiệm cho mình, nhất là những cái người mà họ vừa mới đến Úc, cái tiếng Anh là không có rành anh, mà khi mà auction thì anh biết là auction đi nói rất là nhanh, nhiều khi Khai nghe không kịp và không nhớ được cái con số chính xác nữa. Anh nhiều khi nghe còn không kịp nữa. Quý vị phải hết sức là cẩn thận, và giống như anh nói đừng có giơ tay, đừng có gãi đầu trong auction, lỡ mà dính rồi ngáp thì nữa, cố gắng đừng ngáp. Dạ đó, thì lỡ mà giơ tay rồi là mình không có thay đổi được nữa. Nhưng mà hiện tại bởi vì cái market nó quá là nóng, và khi mà quý vị đi lên trang website của quý vị tìm thì hầu như là không có những cái nhà mua bình thường đâu. Những cái nhà nào mà đăng giá đó quay qua quay lại là bán hết trơn. Mình né không được. Cái nào thông thường cũng là auction cho anh em. Mà nói về auction đó, anh còn một điều phải nói cho khách hàng nữa. Là rất là nhiều người lúc tới open house đó, gặp anh nó hỏi là David, em có mua trước auction được hay là không? Thì nếu mà mình mua trước auction á, trong trường hợp thôi có thể được. Nhưng mà em có thể giải nghĩa cho khách hàng biết là với cái điều kiện 66W là ra sao không? Để mình trao đổi cái hợp đồng đó. Thông thường quý vị vẫn có thể bàn thảo về giá cả và mua trước auction. Tuy nhiên bởi vì chủ nhà không có muốn bàn thảo giá cả rồi cho quý vị cooling off, tức là vài ngày, 5-10 ngày sau chúng ta lại đổi ý nữa. Cho nên hầu hết những cái trường hợp mà mua nhà trước auction thì chủ nhà đều yêu cầu là luật sư của quý vị, của người mua đó, phải ký một cái giấy gọi là 66W. Cái đó là cái giấy mà quý vị chứng nhận là tôi đã nhận được những cái thông tin về pháp lý và tôi chấp nhận cái chuyện mà không có cooling off. Thì khi mà quý vị ký vào giấy đó rồi thì là mình không có đổi ý nữa. Do đó là những cái nhà mà mua trước auction đều cần phải đi qua luật sư để có được cái tờ giấy đó, thì sau đó agent mới có thể lấy 10% deposit của quý vị. Thì cái đó cũng là một cái chuyện mà khá là phổ biến trong những cái lúc mà mua bán nhà. Thì Khai cũng hy vọng là giải thích để quý vị hiểu, chứ không phải là một cái gì đó mà nó quá là đặc biệt để mà mình phải sợ khi mà mình mua nhà. Thì dĩ nhiên á, việc cũng giống như tất cả những cái quyết định ở trong cuộc sống, ngay cả khi mà chúng ta đi ra chúng ta quyết định ăn ở nhà hàng này hay ăn ở nhà hàng kia, thì nó cũng sẽ có những cái lợi và những cái hại. Nói về auction, nó không phải lúc nào quý vị cũng mua quá giá đâu. Có những cái nhà mà quý vị vẫn có thể mua dưới giá, giống như là những cái nhà mà cái người lớn tuổi họ ở, họ mất rồi và con cái bắt buộc phải bán để chia của chẳng hạn. Hay là có một số những cái căn nhà mà nó gọi là bị nhà băng tịch thu đó, thì những cái căn đó thì nó lại dưới giá. Nhưng mà again, những cái đó bởi vì mình đi auction thì mình không có cái giá chính xác được, thì cái lúc mà mình đi finance cũng chỉ là một con số tượng trưng thôi, đúng không anh? Có nghĩa là bây giờ Khai muốn hỏi anh là bây giờ thí dụ bây giờ Khai là một người đi mua nhà đi, Khai đi đến Khai nói với anh ok bây giờ Khai muốn mua một cái căn nhà tầm cái giá là thí dụ bây giờ Khai muốn mua 1 triệu đi, thì bây giờ anh cái anh yêu cầu từ Khai là cái gì vậy? Trước tiên anh hỏi là em có bao nhiêu tiền đặt cọc đi ha, để anh mới biết em mượn 90% hay là 80% hay là trở dưới. Anh sẽ hỏi là cái lợi tức của em là theo cách nào. Em đi làm công nhân hay là em có sự nghiệp, mở sự nghiệp bao lâu rồi, lợi tức bao nhiêu, anh mới lấy cái pre-approval cho em. Vậy là không có cần cái địa chỉ á anh, mình chỉ dựa trên cái tài chính thôi hay sao? Với anh công cái cách anh làm việc thì khác, tại anh thường thường đi ra open house mỗi cuối tuần, bao gồm cái vùng Fairfield, Liverpool với bang sau này, thì anh cũng quen rất là nhiều agent. Anh biết cái giá, chẳng hạn như khách hàng nói anh David em muốn mua căn nhà 1 triệu đồng nhưng mà em muốn nhà lầu 4 phòng ngủ 3 phòng tắm chẳng hạn như vậy đi, mà em muốn mua ở Bankstown hay là Karamata, anh nói thì em phải nên coi lại kỹ cái yêu cầu của em á, hơi không có thực tế, thì phải coi kỹ lại. Chẳng hạn như hoặc là đi coi một cái căn duplex nào đó đi, mà anh chỉ nói tầm cái giá khoảng chừng 800-900 thôi, nhưng mà anh biết trong cái khu đó đã bán từ 950 trở lên thôi à, thì coi như là không phải nói lại trình là nói xấu ha, nhưng mà nói chung là nói không có sự thật đi. Ok, không có thực tế thì mình phải coi kỹ lại.
mỗi cái công ty tài chánh á, nhiều khi nó có một cái người rất là siêu biết về cái thị trường đó. Với lại khách hàng á, thì có thể so sánh mà mình đi á, mình đâu cần mua liền đúng không? Mình có thể đi auction á, mỗi cuối tuần đi một hai cái, đi hai ba tuần đi để mình coi, mình biết để coi cái thị trường nó ra sao. Nói về vấn đề đó, David cũng cho một cái bí mật nữa là lúc mình mua nhà đó, mình đừng có coi cuối tuần thôi, mình thấy cái khu vực này, cái đường này rất là yên tĩnh, tốt đẹp. Mình phải đi coi á, ban đêm coi nó làm sao, hàng xóm nó có nhậu nhạc, nó karaoke, nó có quậy hay là không nè ha. Rồi xong rồi ban ngày đó, cái đường xe tới cái trường học hay là tới cái khu vực đó, nó có kẹt xe, có busy hay là không nữa. Nên check nhiều lần mình mới biết cái khu vực này mình có thích ở hay là không. Nhiều khi mình gõ cửa cái bên nhà coi hàng xóm mình ra sao nữa. Ví dụ người ta không phải là vui vẻ với mình mua đó, mình ở đó mình cũng hơi kẹt, đúng không? Đúng rồi, anh nói đúng á. Và cái đó đúng là những cái tip mà cái người trong nghề họ mới nghĩ đến được, chứ đôi khi chỉ coi cái contract thôi, có những cái không có biết được. Và nhất là đó, quý vị cần phải thông báo cho luật sư của mình biết là cái nhà đó nó có granny flat hay không, bởi vì hầu hết những cái granny flat mà lậu á anh, ở trên contract nó không có. Cho nên cái người luật sư họ không có đi đến cái nhà đó để họ xem được ở trên cái miếng đất đó nó có cái nhà gì. Cho nên nếu như quý vị thấy cái gì mà nó có vẻ hơi nghi ngờ một chút xíu, và nhất là những cái khu mà họ hay xây granny flat lậu, có nghĩa là chuyển cái gara thành một cái granny flat đó, thì mình vẫn có thể mua, mà mình phải hiểu cái chuyện đó là cái chuyện mà council có thể đến bất cứ lúc nào và có thể dỡ bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng mà trên cái contract thì nó lại không có ghi, cho nên là bản thân Khách Hoàng là một người luật sư thì lại không có thấy được. Cho nên đó, khi mà quý vị đến văn phòng thì luôn luôn khách sẽ hỏi những cái vấn đề như vậy, giống như thí dụ có hồ bơi hay không, rồi có cái granny flat hay không, hay có nhà có kéo hay không. Và đó là những cái mà để bảo vệ khách hàng của mình thôi. Nhưng khách biết là không phải nơi nào làm việc cũng giống nhau, cho nên là có một số nơi họ sẽ không có hỏi quý vị về những cái câu đó, mà họ chỉ coi trên cái contract là về cái chủ quyền đất nó có sạch hay không thôi. Dạ, thì rồi. Đó là những cái mà Khay nghĩ là cần phải chia sẻ để quý vị để ý hơn. Tại vì Khay có những cái trường hợp đó anh, là khi đi vào á, thì dĩ nhiên là cái người mà họ muốn bán nhà thì cái gì họ cũng phải nói yes hết. Council có không? Nói ok, không sao đâu, không sao đâu. Cái này để mấy chục năm rồi, council cũng có kêu tới tôi, cho nên là không có sao đâu. Nhưng mà thật sự là không phải nha quý vị. Dù khi mấy chục năm người ta không có kêu tới mình, vừa dọn vào một tháng cái tự nhiên council xuống đòi gỡ bỏ hết tất cả. Thì tự nhiên cái khi cái mình bỏ tiền ra, mình mua một căn đầu tư, mình nghĩ là mình mua hai căn, một căn ở phía trước và một căn phía sau để mình mướn nhà, thì cái tiền lời nó lại lên, cái tiền income nó lại lên. Nhưng rốt cuộc vài tháng thì lại có chuyện, hoặc là nhiều khi họ quen biết nhau thì không nói gì, mình đi về cái hàng xóm mới, cái có trục trặc hàng xóm cái họ lại đi thưa đó. Thì những cái đó là những cái mà mình không nên chủ quan, chứ nếu không kỹ càng vấn đề á. Trước nhất giờ anh thấy cái trường hợp này rất là nhiều đó em. Anh đi đấu giá trên hợp đồng á, đâu có để giống như em đọc giấy trắng mực đen, em đâu có biết. Nhưng mà khách hàng nên đem một cái brochure tới em kèm theo, đưa cho em coi. Chẳng hạn như nó quảng cáo nó là ok 4 phòng hay là 3 phòng cộng granny flat, nhưng mà trên hợp đồng nó không có, trong cái granny flat trong cái bản vẽ. Cái đó là sai. Lúc ngân hàng nó đánh giá, nó sẽ đánh giá là căn nhà 3 phòng nữa, nó sẽ viết lên cái report luôn nữa. Bởi vậy rất là quan trọng kiểm tra lại trước ha. Thì đó là những cái mà có thể nói là kinh nghiệm xương máu của bao nhiêu năm làm rất việc. Xương máu và chảy máu luôn á, khóc luôn á, nhầm cái hồ sơ. Rất là nhức đầu luôn. Và của rất là nhiều người. Dĩ nhiên á là chúng ta khi mà mới vào nghề, những cái người mà chưa có kinh nghiệm, thì dĩ nhiên là những cái chuyện này là họ không có biết, bởi vì họ chưa có trải qua được. Thì Khái Hoàng cũng nhấn mạnh là một lần nữa, đó là cái lý do tại sao mà quý vị nên tìm đến những cái người professional để họ cho được những cái kiến thức. Và không chỉ là kiến thức trên sách vở đâu, mà kiến thức thực tế mà họ đã phải va chạm với những cái môi trường này qua nhiều chục năm rồi, thì mới tích lũy ra được những cái câu chuyện nãy giờ để kể cho quý vị nghe. Bởi vì đây là những cái thực tế và người khác đã bị rồi, thì cái hy vọng là những quý vị khán thính giả đang xem chương trình này, chúng ta sẽ không bị lại những cái vấn đề đó nữa. Còn về cái chuyện mà đầu tư thì dĩ nhiên là rủi ro lúc nào cũng phải có. Về cái chuyện nhà lên nhà xuống, về tiền thì chúng tôi không thể nói được. Nhưng đây là những cái kinh nghiệm về phần thủ tục mà Khay nghĩ là quý vị có thể học hỏi từ những câu chuyện trước đây. Anh cũng nhiều người có nói một tiếng lóng như là nói cười chơi thôi ha. Là nói anh là chuyên nghiệp gửi chói. Gửi cái chói cho khách hàng. Gửi cái nó. Hoặc là anh có thuốc Panadol để cho cái nhức đầu của khách hàng.
Dạ, không thì dĩ nhiên rồi, giống như Khang kể cái chuyện hồi nãy đó, là cái chuyện mà về cái FIRB approval đó thì anh biết là người nước ngoài cần phải có, nhưng mà bây giờ lỡ mua rồi mà không có thì cái khách hàng đó không phải tới khách hàng lần đầu tiên đâu, mà họ đã đi những cái người chỗ khác rồi và chỗ khác nói là không có thể nào giải quyết được đâu, bởi vì trên cái lý thuyết là anh chị cần phải được approval, tức là được chấp thuận của chính phủ Úc trước khi quý vị mua nhà ở Úc, nhưng mà quý vị không có chấp thuận thì bây giờ thôi ráng đi, ráng chịu phạt đi. Thì đối với những cái mà họ chấp nhận thì nó là chuyện khác rồi, nhưng mà họ muốn kiếm thêm được một cách cách giống như là nói là gỡ trói ra và để giải quyết giùm, thì khi mà họ đến khách hàng thì khách vẫn có những cái đường hướng để giúp đỡ họ, và kết quả thì là họ không có cần phải đóng cái tiền phạt, chứ thật sự cái tiền phạt phơ bì đó rất là cao đó chứ không có thấp đâu. Thì khách muốn nói quý vị luôn luôn kiếm đến một cái second opinion, bởi vì chúng tôi sẽ có cách để giải quyết. Còn nếu như mà chúng tôi có cái cách nào để không thể giải quyết hết nhưng mà để tiến bộ hay là để improve cái position của quý vị thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm, chứ đừng có thể, đừng có mà chỉ settle with the first opinion. Đúng rồi. Dạ. Đừng có nghe cái lời từ chối đầu tiên thôi mà bỏ cuộc ha. Rồi nên nghe cái lời của một cái công ty nào hoặc là người nào đó có nhiều năm kinh nghiệm, có nhiều tin tưởng uy tín. Dạ. Và trong những cái chương trình sau á, thì Kay và David sẽ kể thêm cho quý vị nghe về những cái câu chuyện đầu tư mà qua cái kinh nghiệm của chúng tôi khi tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng, thì hy vọng là qua cái chương trình này quý vị cũng sẽ tìm được những cái lời khuyên và những cái thông tin hữu ích để bảo vệ bản thân mình và cũng để giúp đỡ cho quý vị sẽ có thể phát triển hơn trong cái quá trình đầu tư và giống như là mượn tài chánh trong tương lai. Kate với David đã xin gặp lại quý vị trong một cái chương trình thứ ba và có nhiều cái kinh nghiệm với câu chuyện rất là hấp dẫn để kể cho quý vị nghe. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn.